Sáng ngày 7 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, tổ đình Bửu Quang thuộc ấp Vàm An, xã Quế An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã trang nghiêm thành kính tổ chức lễ huy kỵ cố Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Quang. Quan Lâm tham dự chứng minh có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Lệ Lạc, trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Thượng tọa Thích Huệ Khai, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, phó ban trị sự tỉnh Vĩnh Long, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vũng Liêm. Về phía chư tôn đức ni có sự quan lâm chứng minh của ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương, ủy viên Hội đồng trị sự, chứng minh thường trực phân ban ni giới Trung ương, chứng minh phân ban ni giới Đồng Nai, cùng quý chư tôn đức tăng ni và đông đảo bà con Phật tử cũng đã về đây tham dự. Cố Hòa thượng Thích Huệ Quang, hiệu là Hồng Bửu, thế danh là cụ Nguyễn Văn Thiết, tự Minh Thuyết, sinh năm 1883. Ngài xuất thân trong một gia đình có truyền thống nho học đầy uyên thâm, vốn là một vị quan thời nhà Nguyễn. Nhưng vì nhận chân được sự vô thường giả tạm nên Ngài đã phát nguyện xuất gia với cố Đại lão Hòa thượng Thích Pháp Ấn, hiệu Như Quế, đời thứ 39, trụ trì chùa Phước Tường, thành phố Thủ Đức và được đặt pháp hiệu là Hồng Bửu, tự Huệ Quang, đời 40, dòng Thiền Lâm Tế. Năm 1930, Ngài trở về vùng đất Vàm An này cũng là mảnh đất của tổ phụ để lại rồi lập một thảo am hành đạo. Trước khi thâu thần thị tịch vào ngày 20 tháng 4 âm lịch năm 1948, cố Hòa thượng đều được dân làng cùng Phật tử gần xa thương kính. Bởi lẽ, Ngài không chỉ lưu dấu bước chân hoằng pháp tại nơi hẻo lánh xa xôi này, mà hiệu Ngài còn vang đi khắp nơi nhờ tài chữa trị bệnh cho những người không may lâm vào cảnh bệnh đau, thống khổ. Với lòng biết ơn vô hạn về hành Bồ Tát Đạo của Ngài, người dân nơi đây đã cùng nhau lấy chữ Bửu trong pháp hiệu Hồng Bửu và chữ Quang trong pháp danh Huệ Quang ghép lại. Từ đó mới có ngôi tổ đình mang tên Bửu Quang như hôm nay. Mái Già Lam nằm yên bình bên dòng sông Mang Thích là nơi để chở che cho biết bao nhiêu thế hệ. Lễ huy kỵ nhắc nhở cho hàng chúng đệ tử cùng Phật tử về một vị tổ khai sơn, một vị hòa thượng đầy tôn kính đã sống trọn một đời vị tha vô ngã, gieo trồng hạt mầm của đạo pháp trên mảnh đất xa xôi này, để lại cho nơi đây được thấm đậm màu xanh tươi cả vật chất và tinh thần, đạo đức của người con Phật.